Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Hưng Audio. Thì ngày hôm nay bên em sẽ lên cho bác và anh em một video, đó là tìm những cái lỗi ở trên mic Beyer để các bác và anh em xem video tự khắc phục. Thì các bác và anh em dùng mic Beyer hay là mic Shure hay là một số dòng mic, thì các bác và anh em thường gặp những cái lỗi là một mic to và một mic nhỏ và không hút mic. Đấy các bác nhá, thì em sẽ đưa ra một cái số nguyên nhân để các bác và anh em xem video tự khắc phục các bác nhá. Thì mong rằng các bác và anh em xem kênh của em thì các bác và anh em cho em một like. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác và anh em vui lòng ấn đăng ký kênh để các bác và anh em theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất về những cái thiết bị âm thanh hàng bãi bên em. Thì các bác và anh em cố gắng là đăng ký kênh để các bác và anh em xem được những cái video hữu ích các bác nhé. Đấy, thì ngày hôm nay em sẽ lấy một bộ mic Beyer để tìm những cái nguyên nhân mà thường gặp phải của những cái dòng mic không dây. Đấy. Thì trên đây là một bộ mic Beyer vỉ tím mà sẽ sử dụng côn K8 này các bác nhé. Thì cái nguyên nhân đầu tiên em nói là nguyên nhân là do côn mic các bác nhé. Nguyên nhân do côn mic, thì côn mic này nếu các bác và anh em bị đánh rơi nhiều thì nó thường bị sát côn. Đấy, nên là cái tiếng nó sẽ đều, không đều ba giải nữa các bác nhé. Thì một số các bác và anh em không để ý, chỉ biết alo thôi chứ không biết cảm nhận là cái côn này nó còn chuẩn hay không. Thì khi côn nó không còn chuẩn nữa thì nó sẽ nhỏ hơn cái côn còn nguyên zin các bác nhé. Thì hàng bãi mic nó bị va đập nhiều, thì thường cái côn của nó sẽ bị ảnh hưởng ở bên trong này các bác này, thì nó gây sát côn. Thì các bác và anh em để ý những cái đôi loa cũng vậy, đôi loa chẳng hạn các bác và anh em chẳng may làm rơi cái từ trên cao xuống mà nó bị lệch từ ấy, nó lệch từ thì nó sẽ bị khẹt, nó sẽ không được hay nữa, đúng không? Thì cái côn mic này cũng tương tự như vậy các bác nhé. Thì trên cái côn mic này thì em đang sử dụng côn K8. Đấy, thì em sẽ thử cái chất âm côn hay và cái côn nó bị không còn đều ba giải nữa để các bác và anh em cảm nhận nhé các bác nhé. Đây là cái côn hay này. 2 4 5 6 7 1 2 2 4 5 6 7 1 Đấy, và cái côn này là cái côn nó không đều ba giải nữa này. Lên 1 2 4 5 6 7 lên 1 2 4 5 6 7 lên 4 4 7 1 2. Đấy, thì cái côn này thì các bác và anh em nghe thấy rõ không ạ? Nếu các bác và anh em tai thính thì mới nghe được là cái côn này nó không đều ba giải nữa, đúng không ạ? Thì theo em thì loại bỏ cái côn này đi, sẽ thay côn khác vào thì nó mới hay được các bác nhé. Đấy, bên em bán hàng thì những cái côn như thế này là không bao giờ là em bán cho các bác và anh em. Đấy, không bao giờ em bán cho các bác và anh em. Nên là các bác và anh em phải để ý xem là cái côn nó còn đều ba giải không. Đây em đang nói cái côn nó còn chất lượng, còn nguyên các bác nhé. Đấy. 2 4 5 6 lên 1 2 4 4 7 1 2 4 5 6 7 1 2. Đây là cái côn mà đã bị sát côn rồi đấy. Lên 1 2 4 5 6 7 lên 1 2 4 5 6 7 lên. Đấy, thì tiếng của nó thì nó vẫn ra đầy đủ bình thường, nhưng mà nó tiếng nó bị mỏng tiếng đi. Các bác nhá, bị mỏng tiếng đi, nó không còn có độ dày, độ trầm bấm nữa. Đấy, nếu mà người bán mic cho bác và anh em á, mà cứ cố tình mà cứ để cái côn bị sát như thế này mà bán cho bác và anh em thì cả bộ mic sẽ không hay do cái côn này các bác nhá. Cả bộ mic không hay sẽ do cái côn này. Đấy là cái điều thứ nhất. Nếu mà như vậy thì các bác và anh em thay côn là sẽ hết. Đấy, có khi các bác và anh em chẳng may vài lần đánh rơi từ trên bàn xuống hay từ trên cao xuống đất thì nó chỗ cái đầu mic này xuống thì nó cũng gây sát côn là chuyện bình thường ở cái côn mic này, nó gây không hay là ở cái côn mic này các bác nhá. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Đấy, bây giờ thì em sẽ nói đến nguyên nhân thứ hai. Đấy, nguyên nhân thứ hai là do đầu thu. Đấy, thì nếu mà người hướng dẫn mà không nói từ đầu đến cuối thì nếu mà chẳng hạn như cái
côn như thế này thì các bác và anh em lại cứ loay hoay lại đem tu vít để chỉnh trong đầu thu để cho nó cân bằng nhau. Thì khi cái côn này nó đã bị lỗi rồi thì các bác và anh em có chỉnh bằng rời ở trong cái đầu thu kia thì nó cũng tiếng nó không bằng nhau được các bác nhá, và tiếng nó không hay được bằng cái côn mic nó còn nguyên bản như thế này, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ các bác và anh em, cách thứ hai để các bác và anh em kiểm tra là các bác và anh em dùng một tay mic để các bác và anh em kiểm tra kênh B song sang kênh A. Thì cái tay mic chuẩn này nó đang ở là kênh B các bác nhá. Đấy. Lên 6 bình 1 2 4 5 6. Xong bây giờ các bác và anh em dùng cái tay mic của kênh B này, các bác và anh em reset sang kênh A để kiểm tra đầu thu alo xem kênh B và kênh A ở trong đầu thu này nó có bằng nhau hay không. Đấy. Bằng nhau hay không? Đấy, bây giờ tay mic đã được chuyển sang kênh A rồi các bác nhé. 1 2 4 5 6 bình lên. 1 2 4 5 6 bình lên. 1 2 4 5 6 bình lên. Đấy, thì bây giờ em sẽ làm lệch một tí cái độ nhận ở bên kênh B đi để tí các bác và anh em cảm nhận được xem là cái tiếng mic nó sẽ bị yếu đi rất nhiều nhé. Đây là cái chiết áp chỉnh độ nhận cho mic các bác nhé. Chỉnh thật từ từ, đấy, chỉnh thật từ từ, nhích từng ly từng tí một chứ không được xoay một phát như con ốc các bác nhá, nhích từng ly từng tí một. Đấy, bây giờ em sẽ chuyển vị trí của cái độ nhạy này đi, độ nhạy này đi, xong bắt đầu em sẽ lấy cái tay mic ở cái nhà đang alo. 2 4 5 6 bình lên. 1 2 4 5 6 bình lên. Đấy, xong bắt đầu em reset sang kênh B. Đấy, reset sang kênh B. Được. Đấy, thì sang chuyển sang kênh B này thì tiếng mic nó sẽ yếu đi rất nhiều so với kênh A, đúng không ạ? Thì các bác và anh em kiểm tra kênh A, tay mic nó nói sắc nét và bắt mic, mà các bác và anh em reset tay mic sang kênh B mà thấy mic nó yếu, nó không được hút các bác nhá, thì các bác và anh em với được phép tinh chỉnh cái chiết áp độ nhạy này. Đấy, cái chiết áp độ nhạy này thì các bác và anh em xoay ngược kim đồng hồ, xoay từng ly từng tí một nhé, xoay từng ly từng tí một, xoay vừa alo tiếng mic. Khi nào cái mic của mình nó đủ độ hút mic thì các bác và anh em dừng. Đây em để là để quá hút rồi đấy. Đấy. Lên 6 bình 1 2 4 5 6 bình lên. 4 5 6 bình lên. Đấy, như thế này thì chất âm mic nó đã quá dày và quá hút luôn các bác ạ. 1 2 4 5 6 bình lên. Đấy, thì bây giờ lại chuyển sang kênh A. Đấy, chuyển tay mic sang kênh A. Đấy, để làm sao cho nó. Đây thì em đang sử dụng một tay mic các bác nhá, sử dụng một tay mic. Nếu mà các bác và anh em sử dụng hai tay mic thì các bác và anh em có thể là dùng hai tay mic để các bác và anh em cân đối đầu thu làm sao cho nó hút mic bằng nhau. Lên 6 bình lên. Đấy, vừa nãy thì em đã chỉnh cái ở bên kênh B là nó lại vượt trội hơn kênh A rồi, vượt trội hơn tiếng của kênh A rồi các bác nhá. Lên 6 bình lên. Đấy, thì bây giờ em lại tiếp tục chuyển sang cái chiết áp chỉnh độ nhạy cho mic A. Đấy, và em sẽ nhích ngược kim đồng hồ một tí. Nhích một tí. Lên 6. Chỉ cần nhích một tí thôi các bác nhá. Nhích từng ly từng tí một, các bác và anh em phải chọn cái đầu tu vít hai cạnh như thế này để bằng cái chiết áp ở trong này, bằng cái chiết áp trong này để các bác và anh em xoáy nhá. Đấy, các bác và anh em xoay thật từ từ, nhích từng tí một để cảm nhận cái tiếng mic của mình. Lên 6 4 2 4 5 6 bình lên. Đấy, giờ này thì hai mic đã bằng nhau, hai bên kênh A và kênh B, tiếng mic nó đã rất bằng nhau rồi đúng không ạ? Đấy. Và rất hút mic coi nhá. 1 2 4 5 6 bình lên lên. 1 2. Đấy, thì còn các bác và anh em muốn hút mic nữa thì trong đầu thu của những cái dòng mic Beyer vỉ xanh hay là vỉ tím thì nó đều có thêm một cái chiết áp nữa các bác nhá. Đó là cái chiết áp này, em sẽ chỉnh cho bác và anh em. Đây là cái chiết áp này các bác. Nếu các bác và anh em muốn độ nhạy của mic mà tốt hơn nữa, các bác và anh em cho vừa cái tu vít vào cái chiết áp này các bác nhá. Rồi các bác và anh em xoay ngược lại một tí. Đấy. Hey. Nó nổi lên rất mạnh con này. Đấy.
2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6. Đấy. Đấy là cách chỉnh độ nhạy cho mic nó hút hay không. Thì các bác và anh em được can thiệp cái chiap. Đây là chỉnh độ nhạy cho mic này. Cái chiap này, đấy. Và cái chiap này các bác nhá, và cái chiap này. Đấy các bác và anh em để ý cho em này. Đấy. Thì cái chiap bốn cạnh ở dưới này. Đấy. Chiap bốn cạnh này thì các bác và anh em có thể là quay tí một nhích ngược theo kim đồng hồ các bác nhá. Cái chiap này nếu mà muốn mic nó lì tiếng thì các bác và anh em xoay theo đúng kim đồng hồ. Đấy, thoay kim đúng kim đồng hồ. Và nếu mà muốn độ nhạy mic lớn, các bác và anh em quay ngược kim đồng hồ ở cái chiap này. Đấy, và cái chiap này. Đấy. Và bên kênh B thì nó sẽ có chiap này. Đấy, và cái chiap này các bác nhá. Đấy. Quay ngược kim đồng hồ là sẽ lớn tiếng mic và quay theo chiều kim đồng hồ sẽ nhỏ mic. Còn dòng mic BBS thì nó sẽ là ngược lại, cái chiap này của nó sẽ là quay theo chiều kim đồng hồ sẽ là lớn mic và quay ngược kim đồng hồ sẽ là nhỏ mic. Còn mic Beyer thì nó sẽ ngược lại với so dòng mic BBS các bác nhé. Đấy là những cái nguyên nhân để các bác và anh em kiểm tra cho hai mic nó bằng nhau. Thì cái quan trọng nhất em vẫn nói là cái côn mic các bác nhé, vẫn là cái côn mic. Đấy, nên là các bác và anh em khi các bác và anh em kiểm tra mic là các bác và anh em alo tiếng mic, xem cái tiếng mic của mình nó có đều ba giải hay không. Nếu mà không đều ba giải thì các bác và anh em có thể là thay cái củ mic đi là ok các bác nhé. Đấy thì em đã chia sẻ cho bác và anh em là cách tinh chỉnh độ nhạy cho mic Beyer vì xanh vì tím đều như vậy. Thì bác nào quan tâm đến dòng mic Beyer vì tím thì các bác và anh em liên hệ với em theo số điện thoại của Trần Hưng Audio 0972 951003. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác.